Kính thưa các anh chị và các bạn, cách ly là cái từ mà gần đây chúng ta nghe khắp mọi nơi trên toàn thế giới, từ châu Á, châu Âu cho đến Mỹ. Cái từ cách ly nó liên quan tới cái dịch bệnh corona hiện nay, hay còn gọi là COVID-19. Khi mà chúng ta nghe nhiều lần một cái từ ngữ nào đó, tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đối với tôi thì tôi luôn để ý để kết nối nó với một cái sự thật nào đó, liên kết nó với một cái điều gì đó. Bởi vì trong Kinh Thánh có khuyên dạy chúng ta là phải biết quan sát những thời và kỳ, phải để ý những cái dấu hiệu, bởi vì nó luôn luôn có một cái thông điệp nào đó. Thế thì chúng ta nghe từ cách ly, cách ly, cách ly, và ai cũng sợ hãi cái việc bị cách ly. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái thông điệp rằng tại sao chúng ta sợ hãi cái từ cách ly, là bởi vì cách ly nó liên quan đến cái sự cô đơn, cách ly nó liên quan đến có một cái vụ việc nghiêm trọng nào đó. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết và đều hiểu cái ý nghĩa cũng như là sợ hãi cái việc bị cách ly. Nhưng mà nhân loại này, nhiều người không biết rằng là nhân loại đã tự mình cách ly với tình yêu thương của đấng tạo hóa từ bao nhiêu thế hệ này. Từng thế hệ một thì phần lớn số đông nhân loại họ vẫn tự mình cách ly với tình yêu thương của đấng tạo hóa. Họ không biết rằng đấng tạo hóa luôn luôn muốn gần gũi, luôn luôn muốn chăm sóc, và Ngài không hề ở xa nhân loại. Ngài vẫn ban phước cho nhân loại, ban sự sống cho muôn loài. Nhưng mà nhân loại, tức là loài người chúng ta đó, đã tự cách ly với Ngài. Buổi sáng khi mà mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng, và buổi chiều khi mặt trời lặn lúc 6 giờ chiều. Rồi không khí chúng ta thở, thực phẩm chúng ta ăn, cây sinh ra trái hay là cây lúa sinh ra gạo để mà chúng ta có thể ăn được, và động vật, thực vật, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Tất cả đều là sự ban cho vô cùng gần gũi với chúng ta. Từng cái bông hoa mà chúng ta chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của nó, từng cái làn gió mát hay là bốn mùa. Khi mà đời sống của chúng ta bị nhiều cái áp lực, nhiều cái áp lực thuộc hệ giá trị của thế gian này khiến cho chúng ta bận rộn, chúng ta không còn để ý đến sự gần gũi mà đấng tạo hóa muốn để mà chúng ta có thể nhận biết Ngài. Và Ngài yêu cái thế gian này đến nỗi mà trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 chép rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho những ai tin vào con ấy thì không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thế gian này đã tự cách ly với tình yêu của Ngài. Thế gian này đã vi phạm những cái giới răn luật pháp của Ngài. Thế gian này đã phạm tội. Và khi phạm tội thì theo luật của Ngài là phải bị cách ly. Phải bị cách ly. Nhưng mà cái sự cách ly đó, Ngài đã dẹp bỏ thông qua cái sự kiện là Ngài ban con một của Ngài để chịu chết thay cho toàn bộ tội lỗi của nhân loại. Để những ai không còn muốn mình bị cách ly nữa và muốn trở lại với đấng tạo hóa thì nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, họ hoàn toàn có thể trở lại được. Đây là một món quà của đấng tạo hóa. Và Chúa Giê-xu đã nói rất rõ trong lời cầu nguyện của Ngài cho các môn đồ đó. Ngài nói rằng sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng mà Cha đã sai đến. Cái cơ thể này nó sẽ qua đời. Trong ngôn ngữ tiếng Việt có một từ rất hay gọi là từ qua đời. Qua đời tức là cái đời ở trên mặt đất này nó qua để bắt đầu một cái cuộc đời mới. Khi mà tới cái kỳ phán xét, khi mà Jehovah Đức Chúa Trời thực hiện cái việc phán xét toàn bộ thế gian này, thì chúng ta sẽ bước vào một cái thời kỳ mới, một phước hạnh đời đời. Tuy nhiên cái sự lựa chọn nó lại phụ thuộc vào việc trong lúc mà chúng ta vẫn còn đi lại trên mặt đất này, thì chúng ta chọn ăn năn tội để trở lại với Jehovah Đức Chúa Trời, hay là chúng ta vẫn tự cách ly mình đối với tình yêu của Ngài, tự cách ly mình đối với cái sự phước hạnh đời đời mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Cái sự lựa chọn tùy thuộc vào ý chí tự do của các bạn.
Cho nên nếu như các bạn để ý, cái việc cách ly này á, nó diễn ra mỗi ngày, chứ không phải là khi mà có cái đợt dịch corona này thì chúng ta mới thấy là cách ly nó là như thế nào. Tất cả mọi người đều sợ hãi cái việc cách ly, nhưng mà người ta không biết rằng người ta đã sống trong cái sự cách ly đó từ lâu rồi, từ nhỏ tới lớn. Khi mà người ta từ chối tình yêu của Jehovah Đức Chúa Trời, người ta đã phạm tội và người ta cũng không thèm ăn năn. Mặc dù Ngài đã thực hiện những việc cần thiết để giải cứu con người, nhưng mà con người vẫn từ chối cái tình yêu đó của Ngài. Thông qua những cái sự kiện như là động đất, thiên tai, dịch bệnh như thế này, thì chúng ta cũng đủ thấy rằng, những người khôn ngoan cũng đủ thấy rằng, cái sự yếu đuối, cái sự dễ vỡ, cái sự dễ chết của loài người chúng ta trên mặt đất này là như thế nào. Từ những cái quốc gia chậm tiến cho tới những cái quốc gia tiến bộ nhất trên hành tinh này, tất cả đều rất dễ vỡ, rất mong manh. Cái con virus nó có thể giết chết nhiều người ở những cái quốc gia chậm tiến, hoặc là nó có thể giết chết nhiều người ở những cái quốc gia phát triển, cái tốc độ nó giết là như nhau. Thì đủ thấy rằng nhân loại này hoàn toàn là sống phụ thuộc, hoàn toàn là nhận những ơn phước từ Jehovah Đức Chúa Trời, từ đấng tạo hóa ban cho, mà chúng ta không biết ơn. Chúng ta đã tự cách ly mình ra khỏi cái tình yêu của đấng tạo hóa. Thì đây là một cái sự Ngài cho phép xảy ra để chúng ta thấy cái điều khủng khiếp của việc bị cách ly là như thế nào. Và chính tội lỗi của nhân loại đã cách ly nhân loại ra khỏi tình yêu thương của đấng tạo hóa. Mặc dù vậy, tình yêu của Ngài là vĩ đại. Đức Chúa Trời vốn là tình yêu. Ngài vẫn ban mặt trời xuống cho muôn loài. Ngài vẫn ban hệ động thực vật. Ngài vẫn ban những cái định luật của thiên nhiên, định luật sinh học, hóa học, lý học, để mà cho loài người có thể sống được trên hành tinh này. Nhưng mà càng ngày thì loài người càng tiến dần tới cái đỉnh điểm của tội lỗi mà không chịu ăn năn. Đây là những cái tiếng chuông cảnh báo. Giặc giả nổi lên nhiều nơi, dân này nổi lên giấy nghịch cùng dân khác, nước này đối đầu với nước kia, dịch bệnh, thiên tai, động đất xảy ra. Đó là những cái tiếng chuông cảnh báo, những cái hồi chuông cảnh báo, những cái tiếng cảnh báo để cho nhân loại trở lại với Jehovah Đức Chúa Trời và chấm dứt tình trạng mình đã tự cách ly mình từ lâu rồi, chứ không phải có dịch bệnh mới cách ly. Thông điệp hôm nay tôi chỉ muốn trao đổi tâm tình với các bạn như vậy.